Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa mừng lễ Phục sinh, và sau lễ Canh Tức Phục sinh, tuần lễ sau đó thì gọi là tuần Bát Nhật Phục sinh. Trong tuần lễ này, chúng ta nghe các đoạn tin mừng kể lại biến cố Chúa Giêsu sống lại. Để làm gì? Xin thưa, để củng cố đức tin cho chúng ta, và đồng thời để mời gọi chúng ta trở nên nhân chứng của Đức Kitô Phục sinh. Mục đích của các trình thuật tin mừng đều nhắm đến hai điều ấy. Chính các tông đồ cũng không tin. Một ví dụ mà chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Tôma cứng lòng không tin. Trong tin mừng chúng ta thấy có ba đoạn quan trọng liên quan đến hành trình đức tin của Thánh Tôma. Đoạn thứ nhất, khi Chúa Giêsu muốn lên Jerusalem, trong lúc người Do Thái tìm cách giết người, thì các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy còn trở lại đó sao?" Lúc ấy, Tôma nói với các người khác: "Nào, chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy." Nếu chúng ta nghe lời nói ấy, chúng ta cứ tưởng rằng Tôma thật can đảm và vững tin. Nhưng lúc Thầy bị bắt, bị kết án và giết chết, chúng ta không thấy bóng dáng của Tôma đâu. Quả thật, Tôma chưa hiểu về những gì Thầy nói về cuộc khổ nạn Thầy phải chịu. Đoạn thứ hai, trong bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu nói về con đường khổ giá người phải đi, thì Tôma nói: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Tôma lúc ấy chưa hiểu đường Thầy đi là đường thập giá, và nẻo đường môn đệ phải theo cũng là nẻo đường thập giá. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, và Chúa Giêsu phục sinh cho thấy sự cứng lòng của Tôma. Bởi vì trước đó Tôma nói: "Nếu tôi không thấy lỗ đinh, nếu tay tôi không đụng, không xỏ vào lỗ đinh, bàn tay tôi không thọc vào cạnh sườn Chúa, tôi không tin." Và chúng ta thấy chính Chúa Giêsu hiện ra và nói với Tôma: "Tôma, hãy nhìn tay Thầy, hãy đưa ngón tay ra mà xỏ vào lỗ đinh, hãy đưa bàn tay mà đặt vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Và nếu anh chị em để ý thì thấy cuối bài tin mừng cũng nói điều ấy. Tất cả những điều ấy được ghi lại là để giúp cho chúng ta tin. Thưa anh chị em, tin vào Chúa Kitô phục sinh, và đó là niềm tin quan trọng trong cuộc đời Kitô hữu. Tất cả mọi người trong chúng ta ngày hôm nay quy tụ nhau lại đây, và chúng ta tin chắc rằng Đức Giêsu phục sinh đang hiện diện với chúng ta, giống như ngày xưa Ngài hiện diện với các môn đệ. Và Chúa Giêsu cũng đang nói với chúng ta: "Này con, hãy nhìn lỗ đinh, hãy xỏ ngón tay con vào lỗ đinh, hãy đặt bàn tay con vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng giống như Thánh Tôma nói với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Đó là điều đầu tiên chúng ta được mời gọi. Bởi vì mặc dầu Tôma và các tông đồ cứng tin, chẳng những vậy còn phản bội Chúa, chối Chúa, vậy mà Chúa không bao giờ mất tín nhiệm. Chúa vẫn tín nhiệm và trao các ông đi rao giảng tin mừng, làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Bằng chứng là Thánh Tôma mà chúng ta nghe trong bài tin mừng, sau này khi các ông hiểu và được Chúa Thánh Thần biến đổi, Tôma đã cùng với các môn đệ khác lên đường rao giảng tin mừng. Và theo truyền thuyết, Tôma rao giảng tin mừng đến tận Ấn Độ và chết
vì Chúa ở đó. Đó là điều đầu tiên chúng ta được mời gọi nhắc nhớ. Các tông đồ, các môn đệ ngày xưa cũng cứng tin như chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta được mời gọi nhắc nhớ, chúng ta cũng phải là những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, tin vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và sống lại, đó là niềm tin căn bản trong cuộc đời Kitô hữu chúng ta. Thánh Phêrô quả quyết, nhờ Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, chúng ta được tái sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động. Hôm nay lại kính lòng thương xót Chúa, chúng ta cử hành vào đúng giờ Chúa Giêsu chịu chết. Chúng ta được mời gọi ngắm nhìn mẫu gương của những tông đồ lòng Chúa xót thương. Mẫu gương thứ nhất là Thánh Tô-ma tông đồ với lời nói: nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh thì tôi không tin. Ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi ngắm nhìn một vị thánh khác, cũng gọi là tông đồ của lòng Chúa thương xót, Thánh nữ Faustina, với lời nói mà chúng ta vẫn thường quen đọc: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và ngày hôm nay đặc biệt chúng ta được mời gọi ngắm nhìn gương mẫu của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Ngài đã đụng chạm đến những vết thương và cạnh sườn của Chúa Giêsu nơi người khác. Đức Thánh Cha Ngài đã thấy và Ngài cảm nghiệm chính Chúa Giêsu hiện diện qua những người mà Ngài được trao phó, những người mà Ngài gặp gỡ, nhất là những người đau khổ, khó nghèo, những người bị bỏ rơi. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã củng cố đức tin cho chúng ta với niềm hy vọng sống động, niềm vui khôn tả khi cảm nhận lòng Chúa thương xót và mời gọi chúng ta sống lòng thương xót trong từng giây phút cuộc đời mình. Xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện mà chắc hẳn anh chị em cũng biết rồi, hay các cha khi giảng về lòng Chúa thương xót cũng đã kể. Một linh mục nọ kỷ niệm ngày chịu chức linh mục và là người Ba Lan, nên thành ra ngày lúc ấy Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị còn sống, đang làm giáo hoàng. Và Ngài gửi thư cho Đức Thánh Cha và Ngài nói: thưa Đức Thánh Cha, con cũng là người Ba Lan, con là linh mục và con kỷ niệm chịu chức linh mục, nên con muốn ao ước được đến hành hương Roma và con muốn xin Đức Thánh Cha cho con gặp để xin Đức Thánh Cha chúc lành cho con. Thế là Đức Thánh Cha đồng ý. Vị linh mục ấy được hẹn ngày giờ đến Roma để gặp Đức Thánh Cha. Đến ngày hẹn, Ngài đến Roma sớm và sáng hôm ấy Ngài đi bộ từ khách sạn đến quảng trường, không xa lắm, chỉ khoảng chừng một cây số. Và trên đường đi thì Ngài ghé vào một nhà thờ cầu nguyện, bởi vì còn sớm chưa tới giờ, Ngài ghé vào cầu nguyện một cách rất sốt sắng. Điều quan trọng là trước nhà thờ Ngài thấy có những người xin ăn ngồi đấy. Ngài hào phóng lấy tiền ra và nói: ngày hôm nay mình gặp Đức Thánh Cha mà, và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm linh mục của cuộc đời mình, mình muốn chia sẻ niềm vui đối với những người, cách cụ thể là những người xin ăn ở trước nhà thờ. Ngài gửi tiền cho từng người và Ngài thấy có một người khuôn mặt quen lắm, không biết cái người này mình đã gặp ở chỗ nào mà không nhận ra. Lúc ấy vị linh mục vào nhà thờ quỳ gối cầu nguyện, nhưng lòng lo ra không biết cái người kia là ai. Sau này vị linh mục ấy mới chợt nhớ, dường như đó là chủng sinh cùng học với mình ở chủng viện mà, tại sao dường như quen lắm. Vị linh mục vội vàng đang cầu nguyện giữa chừng bỏ ra, rồi ngồi xuống bên cạnh người linh, một cái người ăn xin, và hỏi: này, cậu có phải là Phao-lô không? Người kia nói: ủa, sao cậu biết tên mình? Nói: cậu đã từng đi tu phải không? Nói: đúng. Cậu đã từng học ở chủng viện ấy phải không? Đúng. Thì ra hai người là chủng sinh với nhau, cùng lớp với nhau. Lúc ấy vị linh mục được hẹn với Đức Thánh Cha và vị linh mục ấy mới nói: dường như là mình đã nghe tin cậu chịu chức linh mục rồi mà.
Người ấy mới nói, đúng, mình đã là linh mục rồi. Lúc ấy vị linh mục nói, nhưng mà tại sao lại đến nông nỗi này? Lúc ấy người ăn xin cúi mặt và nói, bây giờ mình không còn là linh mục nữa, mình đã rớt xuống tận đáy xã hội rồi. Cậu thấy đấy, bây giờ mình sống nhờ lòng thương xót của người khác. Vị linh mục có hẹn với Đức Thánh Cha mới nói, này, hôm nay mình có một cuộc hẹn quan trọng, bây giờ mình phải đi ngay, nhưng mà mình nhớ sẽ cầu nguyện cho cậu. Người linh mục ăn xin ngồi đó và nói, đó là một ý kiến tốt lành, cầu nguyện cho mình. Và vị linh mục kỷ niệm chịu chức linh mục đến Vatican gặp Đức Giáo Hoàng. Trong buổi gặp Đức Giáo Hoàng, vị linh mục ấy đã kể cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nghe câu chuyện mà mình vừa tình cờ gặp người bạn đã cùng nhau học ở chủng viện, đã chịu chức linh mục và bây giờ đang ngồi ăn xin ở trong một trong những nhà thờ thuộc ở Roma, thuộc quyền của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha chăm chú lắng nghe. Rồi vị linh mục ấy nói với Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho bạn của con. Lúc ấy, vị linh mục sau này kể lại, Đức Thánh Cha kêu vị linh mục thư ký lại nói nhỏ gì đó. Và sau đó, Đức Thánh Cha tặng cho vị linh mục kỷ niệm một tràng chuỗi mân côi rồi từ giã. Khi về đến khách sạn, mấy tiếng đồng hồ sau, thì linh mục thư ký tại Vatican gọi điện thoại và báo tin Đức Thánh Cha mời cha và mời cả bạn của cha đến Vatican dùng tối. Vị linh mục ấy bàng hoàng bởi vì việc gặp Đức Thánh Cha, được xin Đức Thánh Cha chúc lành trong cái dịp ấy thật là một điều hết sức tưởng tượng. Bây giờ lại được chính Đức Thánh Cha mời dùng bữa tối. Lúc ấy vị linh mục vội vàng mặc quần áo chạy vội ra nhà thờ mà sáng mình mới gặp bạn của mình. Và vừa chạy, vị linh mục vừa cầu nguyện, lạy Chúa, xin cho bạn của con đừng có đi đâu, nó mà đi đâu thì con biết làm sao mà kiếm, bởi vì Đức Thánh Cha chắc chắn muốn gặp bạn, muốn gặp cái người linh mục ăn xin. Nhưng mà may vị linh mục ăn xin vẫn còn ngồi đó. Sau khi vị linh mục ấy nói, này, sáng nay mình mới gặp Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha mời cậu và mình đến ăn tối, người kia tròn mắt rồi nói, không, tôi không đi. Hãy nhìn xem, tôi là một đống dơ giấy, quần áo của tôi đã mấy ngày này tôi không được tắm rửa. Vị linh mục ấy nói ngay, bởi vì nghĩ ngay trong đầu, nếu mà bạn mình không đi thì chết rồi, mình không có lý do gì mà đến ăn tối mà không có người bạn. Vị linh mục ráng thuyết phục, nè, khách sạn mình ở gần đây, cậu đến đi, tắm rửa, rồi quần áo của mình mới quần áo cậu mặc vừa mà. Nhờ ơn Chúa, người bạn ăn xin đồng ý. Trong câu chuyện kể lại, mấy tiếng đồng hồ sau, từ trong khách sạn ra hai vị linh mục, bởi vì ông kia cũng mặc áo linh mục, đâu có cái áo nào khác, áo linh mục. Hai vị linh mục ấy đến gặp Đức Thánh Cha để dùng bữa tối. Trong câu chuyện kể lại, cuối bữa, Đức Thánh Cha nói với vị linh mục mừng kỷ niệm và đồng thời nói với vị linh mục thư ký, xin hai cha ra ngoài để tôi nói chuyện với vị linh mục này. Cửa đóng lại, không biết hai người nói chuyện gì với nhau, cũng phải một thời gian khá lâu. Rồi sau đó cửa mở, vị linh mục ăn xin đi ra ngoài, nước mắt giàn giụa. Người bạn chạy đến vừa trách móc vừa nói, làm gì ở lâu vậy? Sáng mình gặp Đức Thánh Cha chỉ được có 10 phút thôi, cậu ở trong đó cả tiếng đồng hồ, làm gì mà lâu vậy? Lúc ấy người bạn trả lời, tôi gặp Đức Thánh Cha và Ngài hỏi về cuộc sống của tôi. Rồi xong nói, thì có gì thì kể, có gì đâu mà sao khóc. Lúc ấy vị linh mục ăn xin nói, Đức Thánh Cha nói với tôi là cha hãy giải tội cho tôi.
Đức Thánh Cha xin một vị linh mục đã không còn linh mục nữa, đang ngồi ăn xin tại cửa nhà thờ giải tội cho mình. Vị linh mục ăn xin ấy nói với Đức Thánh Cha: Thưa Đức Thánh Cha, không thể được, con không còn là linh mục nữa. Đức Thánh Cha nói: Này con đã là linh mục thì mãi mãi con vẫn là linh mục. Và giờ đây cha mời gọi con giải tội cho cha. Vị linh mục ăn xin ấy thoái thác thêm một lần nữa và nói: Từ Đức Thánh Cha, lâu lắm rồi con không có giải tội cho ai, con không được phép giải tội, không được giải tội cho ai, con không nhớ lời giải tội. Đức Thánh Cha nói: Cha sẽ giúp cho con đọc lời tha tội. Lúc ấy vị linh mục ăn xin bàng hoàng. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm: Này con, với tư cách là giám mục Roma, cha có thể khôi phục chức linh mục cho con ngay lúc này và bây giờ, nhưng cha chỉ xin con giải tội cho cha. Lúc ấy Đức Thánh Cha đã lãnh nhận phép giải tội giao hòa với vị linh mục, và Đức Thánh Cha đã giúp cho người linh mục ăn xin ấy đọc lời tha tội. Thiên Chúa là cha hay tương xót, Chúa đã dùng sự chết và sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, nhân danh cha và con và Thánh Thần. Lúc ấy người linh mục ăn xin vẫn còn cảm động, vẫn còn khóc và nói: Khi tôi giải tội cho Đức Giáo Hoàng xong, tôi cũng quỳ xuống và tôi xin Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha giải tội cho con. Câu chuyện kết thúc ở đấy, nhưng mà lời nói của Đức Thánh Cha nói với người linh mục ăn xin là: Này con, trước hết trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là ăn xin đáng thương. Chúng ta sẽ không có gì nếu không có lòng thương xót Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nói: Con phải trở nên tông đồ của lòng Chúa thương xót ngay tại bậc thềm nhà thờ nơi mà con đang sống. Điều quan trọng không phải là chúng ta làm gì, mà chúng ta sống thế nào để làm sáng tỏ dung mạo của Thiên Chúa nhân lành. Và câu chuyện kết thúc ở đây, thưa anh chị em. Và bài học thật rõ ràng, đối với các môn đệ ngày xưa, các môn đệ vẫn cứng lòng phản bội, chối Chúa, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm trao ban sứ mạng để các ông rao giảng tin mừng và làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, làm chứng cho tình yêu Chúa. Đó là ý nghĩa thực sự của lòng thương xót. Thưa anh chị em cũng vậy, tất cả chúng ta là linh mục, tu sĩ nam nữ, là giám mục, tất cả mọi người trong chúng ta, giáo dân nữa, tất cả chúng ta yếu đuối, tội lỗi, biết bao nhiêu lần chúng ta phản bội Chúa, vậy mà Chúa vẫn thương, vậy mà Chúa vẫn mời gọi chúng ta phải là những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Thánh Faustina nói: Cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của cha. Thưa anh chị em, Chúa cũng muốn chúng ta là tông đồ của lòng thương xót Chúa bằng việc chu toàn bổn phận, bằng việc sống tốt lành, bằng việc sống bác ái yêu thương. Có như thế, chúng ta mới có thể hiểu lời Chúa nói với Thánh Tô-ma, cũng đang ngỏ với mỗi người trong chúng ta: Con ơi, hãy đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn tay thầy, hãy đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Thưa anh chị em, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho nhau và chúng ta nài xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Faustina và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị củng cố đức tin cho chúng ta, ban thêm đức tin cho chúng ta, đức tin yếu hạn. Hôm nay ngày lễ Chúa xót thương, nên tông đồ Chúa sống thiện lương, chu toàn bổn phận, tin cậy mến,
sống giữa trần gian nên mẫu gương. Cha mẹ tốt lành, gia đình thánh, con cái ngoan hiền, đời tỏa hương. Xin Đức Thánh Cha văn nài Chúa, đời con kết trái vẹn nẻo đường. Và như thế, tất cả mỗi người trong chúng ta phải là Tô Ma cứng lòng, nhưng lại là Tô Ma của lòng Chúa thương xót. Tất cả mỗi người trong chúng ta phải là Thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót, tín thác vào Chúa. Tất cả chúng ta phải là những Gioan Phaolô đệ nhị khác, để bày tỏ dung mạo của Chúa Cứu Thế cho người khác. Thưa anh chị em, đó là sứ mạng của chúng ta. Amen.